Spa Ngọc Trinh là địa chỉ điều trị mụn thiệt uy tín và chất lượng nha. Bên trên đó là lúc nào là cũng khách hàng là uy tín và đảm bảo cho khách hàng trong quá trình đốt mụn thịt vệ sinh và an toàn nha, chuẩn y khoa nha cả nhà. Bước 1 là ta thăm khám mụn thịt mụn mụn bà lão hoặc là mụn chai chân chai hoặc là mắt cá, rồi mụn thịt quanh cổ, mụn lão hóa. Thì bước đầu trên hệ thăm khám và bao nhiêu mục trên hệ sẽ tính ra một, ví dụ như nhiều quá là trên sẽ tính theo trọn gói của liệu trình đốt mụn thịt nha. Bước 1 là ta thăm khám, sau đó là ta xem tình trạng mụn thịt hay mụn bà lão, thì trên sẽ đưa ra phác đồ điều trị cho những cái mụn thịt và mụn mụn quanh cổ để giúp khách hàng và sau khi điều trị đốt xóa xóa bằng công nghệ laser CO2 bằng đốt khi mình ủ tê trước khoảng 30 phút, rồi sau đó là mình vệ sinh sạch, rồi mình chỉnh mức năng lượng của máy, rồi mình đốt đi những cái phần mà mụn thịt mà cảm thấy chị em mình khó chịu này ha, không tự tin mấy trên bề mặt da hoặc là mụn thịt quanh mắt nha. Những chị em nào mình thấy cảm thấy là mụn thịt quanh mắt, mụn thịt quanh cổ, cảm thấy chị em mình không có hài lòng về cái vùng cổ của mình, thì mình cứ inbox dưới video để trên tư vấn cho cả nhà mình mụn thịt hiệu quả và giúp cho chị em mình có cái vùng cổ hết mụn thịt, mụn trứng cá hoặc là mụn viêm, mụn bà lão, mụn chân trai nha. Những anh chị nào mình trường hợp mà bị lâu năm thì mình cứ inbox dưới video để trình tư vấn cho cả nhà mình đốt mụn thịt hiệu quả và an toàn nha. Bên trên sử dụng CO2, đốt máy CO2 để giúp cho chị em mình đốt nhanh hết và không có bị tái đi tái lại nữa nha. Chị em nào mình muốn đi đốt mụn thịt mình cứ bấm like hoặc là mình đăng ký kênh bên trên.